nhé. Thật thà à? Các bạn nhiều không? Rất nhiều luôn. Cần tất cả đó các bạn. Trời nhiều quá. Ok, mình sẽ dùng ngọn đầu tiên luôn. Ôi lệ hái. Rực rỡ. Này là áo trắng gì nhỉ? Như vô. Tiếp theo là vẫn là cái như vô đi. Nhiều quá, sẵn nào rồi nè.
dung hợp một cái linh hồn đây. Mình sẽ làm nhẫn màu tốt hay vòng màu tốt. Mình thấy nó ghi là vòng nhưng mình thấy rất là rộng nhẫn. Đây. Tiếp theo là nhẫn gấu. Và đây là quyết định là mình sẽ tiếp tục dung hợp nhẫn sói. Có phải là có lên được không, thử xem nào nha các bạn. Chỉ chắc là nó sẽ gây huyền thoại. Tiếp theo thì mình sẽ dung hợp nhẫn sói. Tiếp tục là nhẫn sói nhỉ. À là nhẫn gấu mà. Tiếp theo quyết định là sẽ dùng một con cú này. Họ đặt con làm gì đủ đâu. Để mình tìm. Đây, đây. Đây là bàn tay. Ơi, quá lâu luôn.
rất là nhớ sói luôn. Quá nhiều, tôi phải chơi ra mấy phần.